Lan bị đổ oan như vậy mà mày để yên được hả? Mày nói cái gì? Thì bây giờ mày có tin Lan ăn cắp không? Tại sao Chi đã được cô nhân viên trả lại cái bóp tiền? Biết người lấy không phải là mình, nhưng mà vẫn im lặng. Bắt mình phải viết bản kiểm điểm để mọi người nghi oan cho mình. Không, má không có nói gì đâu. Nó nghĩ là tốt rồi. Má chỉ sợ là nó gặp mẹ con như lần trước thôi hả? Tốt! Tốt! Đứng lại Tùng! Con tới liền đi. Má xin con. Con là chị ruột của nó mà Chi.